đến Kiên Giang coi người ta lăng biển, ăn cá rô mê là về rạch giá mà nó nê, cá biển trôi mê là đảo Phú Quốc tuyệt vời, ai cũng ghé mời là mời về nơi đây. Con số 7 có thể chia sẻ một chút thông tin về mình được không? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Nhân, năm nay được 18 tuổi, em đến từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, em đi 3 giờ sáng là em bắt xe từ Cao Lãnh lên tới Sài Gòn, là em ghé bến xe miền Tây và em đón xe buýt từ xe buýt chỗ bến xe miền Tây đi qua tới chợ Bến Thành và em lợi bộ vô tới trong đây để hoàn thành cuộc thi. Em đi một mình hả? Dạ, em đi một mình. Em biết đến với cuộc thi như thế nào ấy? Dạ, em biết đến cuộc thi là em qua tìm hiểu qua thông tin trên mạng. Em biết thích lô tô từ nhỏ. Và nhà em thì không ai thích cái giới tính của em. Dạ. Em cũng buồn là tại vì là mình không có thể vượt qua cái cuộc thi. Em biết đến cái giới tính của mình từ khi nào vậy? Dạ, em biết từ lúc mà mình còn nhỏ, 5 tuổi. 5 tuổi hả? Dạ. Mẹ em thì không có đồng ý, nhưng mà giờ mẹ em cũng đồng ý. Còn ba em thì không bao giờ. Ba em thì lúc nào cũng chửi em hết. Thì rất là nhiều áp lực. Là mình ra đường thì sẽ bị người ta kỳ thị anh. Và nhiều khi em chạy xe trên đường thôi, người ta có gặp người yêu này nọ, trai với gái, người ta chỉ, người ta nói là BD này nọ anh. Mẹ em nghe cũng buồn, là em hy vọng là em được em sẽ đợi tới năm sau, và nếu có dịp thì em sẽ được tham gia của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời nữa. Em rất là yêu mến lô tô. Em bỏ học từ năm lớp 7. Và tại vì em không, tại vì mẹ của em bắt nghỉ rồi thì em sẽ nghỉ, em nghỉ để em đi làm đồ như đó. Với lại em thấy nhà cũng không có đủ điều kiện nên em nghỉ học để cho đỡ được phần nào. Dạ, hồi đó đi học thì bị bạn chửi với đánh. Mấy đứa con trai nó chửi anh, nó nói đánh rồi nó chọc, nó nói BD rồi nó bắt em, rồi nó không cho em lên trong tiết học. Lúc đó đó nhiều khi em buồn, với lại em cũng không, em cũng cuộc sống của em cũng nhiều áp lực nên em cũng muốn để mình được đi đâu đó xa, được tham gia vô đoàn lô tô đồ để có niềm vui á. Rồi cuối cùng thì em không có được thành công. Em muốn được ở gia đình để em được lên đây để em đi diễn cái lô tô. Bây giờ cho em hát một ví dụ phải không? Anh đây có một cái chương trình gì nhỏ đó mời em hát em cũng mừng. Dạ, khỏi cần tiền cũng được. Nếu mà em mà có được dịp thì em sẽ được tham gia gia nhập vào đoàn của chị Lộ á, thì em hát, em không lấy cát-xê. Em nguyện hát cho chị, làm việc cho chị là không lấy tiền. Nhưng mà tại sao em không tìm ra các cơ hội đến những cái đoàn khác nữa? Dạ, tại vì em yêu mến đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời hơn. Em cảm giác như là mình bây giờ có thể tự lập được. Dạ. Cái cuộc sống của em sau khi mà từ lúc mà em nghỉ học đến giờ thì em mưu sinh như thế nào? Em đi làm đủ thứ chỗ cho anh. Em làm trong viên cơm này, em làm phục vụ cà phê. Em làm phục vụ cà phê thì bị quản lý kiếm chuyện, chửi này nọ. Rồi bắt em đền những cái món không đáng anh. Giống như là em chị quản lý chị kế toán nghịch nhau, thì em đứng em nói chuyện là vụ để ghi số bàn, số tên gì đó. Nhưng mà chị ganh ghét chị kế toán. Rồi cái chị lấy như cái chị em xin tố chanh dây mà em ghi lộn là chanh dây không à. Cái chị bắt em đền. Rồi qua ngày hôm sau cái có hai bạn kia kìa, bạn kia bán order 2 ly cà phê lộn là không có bị đền, còn em là bị đền. Em có nghĩ là đấy là do cái sự kỳ thị đối với giới tính của mình không? Dạ, em nghĩ là vậy. Em đi làm em bị chửi, bị mắng đủ thứ. Nhiều người, hồi lần em có đi làm phục vụ quán nhậu thì nhiều người người ta nói em là đi ra chỗ khác, BD bóng gió đi ra chỗ khác, kêu con gái thiệt hoặc là con trai thiệt vô đây trực bàn chứ không có cho BD. Bây giờ là em cũng chưa chuyển giới đúng không? Dạ, em chưa chuyển giới. Em ước ao để được tham gia chương trình Come Out để em được kể hết cái cuộc đời của mình ra, nhưng mà không có bao giờ mời được. Em cũng hay đi chùa, em khấn nguyện là em ước là có một khi nào đó thì em sẽ được được có một người nào đó giúp cho em được chuyển giới thành công. Có nghĩa em đăng ký Kama rất là nhiều lần rồi đúng không? Dạ, nhưng mà không được. Em biết tại sao, lý do tại sao mình không được không?
Dạ không. Em cũng ước cao, em cũng ước muốn được nhiều điều lắm anh, mà tại vì mình chưa có làm cái công việc gì đó để mình làm ra tiền, mình có thể chưa. Em mà nếu mà em có được tiền nhiều thì nhiều em một mớ làm từ thiện, còn tiền còn lại thì em sẽ tu sửa bản thân để cho người ta bớt, và em sẽ làm sao để cho cái thế giới LGBT á tốt đẹp hơn, để người ta không kỳ thị nó nữa. Hiện giờ thu nhập của em được bao nhiêu tiền một tháng? Dạ, em làm được bao nhiêu tiền? Hiện giờ thì cỡ thu nhập của em cỡ 2 triệu. 2 triệu thôi? Dạ, ít. Rất ít. Bởi vì em không có thể nào em làm cho bản thân em nó được đẹp hơn. Em đã có bạn trai chưa? Dạ chưa. Từ trước giờ đã yêu ai chưa? Dạ em từ đó giờ yêu cũng cỡ 5-6 người. Ừ. Nhưng mà không có ai thương em thiệt lòng. Dạ em đang cô đơn. Em có một lời cái giờ nhắn nhủ đến mọi người không? Dạ thì em nhắn nhủ cho mọi người là bớt kỳ thị cái giới tính này lại, và mọi người hiểu sâu sắc về cái giới tính này hơn, tại vì giới tính này là làm những chuyện tốt đẹp, không bao giờ làm chuyện xấu xa. Mọi người hãy suy nghĩ về cái hướng khác. Đứng trước khán giả thì em rất là run chứ ban giám khảo, tại vì em yêu mến chị Lộ Lộ lắm, tại vì em mà gặp ai mà thần tượng của em ngoài thì em rất là run. Như là chị Lộ Lộ hoặc là mấy anh chị mà em thần tượng trong đoàn á, em gặp ngoài em rất là run luôn. Nhìn run dữ lắm. Cái đó là chị coi như là chị làm những công việc đó đúng, tại vì nếu mà chị cho em vô thì cái đó mấy bạn khác sẽ nói là thiên vị. Dạ, bởi vì chị làm như vậy là đúng. Thì có gì mùa này em tham gia không được thì em đợi mùa sau. Trước khi mà em tham gia chương trình này em rất là cực khổ luôn. Em đi mượn tiền á, tại vì em không có đủ tiền để em sắm sửa đồ áo dài như mấy bạn khác. Cái này là đồ em chỉ là đồ mượn. Em mượn tiền để em đi thi, mà cuối cùng á cho thi mà bạn em cho mượn em đúng 100 ngàn. 100 ngàn em đi lên xe lên đây rồi em còn dư được, trong mình em giờ đúng được 25 ngàn. Tại vì em hồi đó giờ em không có ai mà giúp em gì hết, em toàn là em giúp người ta kiểu như người ta là không có giúp xong rồi người ta bỏ mặt ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi, giờ chúc em sẽ sớm có được cái sự thành công. Hy vọng sẽ gặp em ở một cái đoàn hát lô tô nào đó nha. Dạ. Cảm ơn em. Tên là Nguyễn Thành Nhân, nghệ danh của em là Khánh An. Khánh An? Dạ, Khánh An. Facebook của em là gì em? Dạ, Facebook của em là Khánh An luôn ạ. Khánh An luôn đúng không? Dạ. Ok, chào em nha. Dạ, cảm ơn.